Cứ như thế này, liệu mình có thể yêu anh ta không? Mà có cần tình yêu trong cuộc sống này không? Hay chỉ cần có một cuộc sống chung yên ổn, không cãi nhau, người gấp công, kẻ gấp của? Vợ chồng không lẽ đơn giản như vậy sao? Anh hả? Em đi ăn sáng, chợt nghĩ anh đang ở nhà, chắc là chưa ăn gì. Em mua cho anh ổ bánh mì nè. Cảm ơn em nha. Mình làm quen nhau ha. Anh là Bình, làm thiết kế trang web. Công việc của anh rất là tự do. Em là Ngân Trà. Ngân Trà chứ không phải là Trà Quả Nữ đâu à nha. Mà sao anh phải luôn đeo kính đen vậy? Bộ ở nhà cũng cần râm hả? Trong nhà anh mới dâm được chứ, ngoài đường sao dám dâm. Nói chuyện cũng thiếu lầm quá ha. Nói về chơi cho vui thôi, chứ còn lý do mà anh đeo kính á là vì anh ngồi máy tính lâu quá, mắt bị kém. Mấy hôm nay mắt bị đau nên anh mới đeo kính đen. Em thấy anh cũng là người thẳng thắn tự nhiên quá ha. Vậy là đúng là gu của em rồi. Mình là bạn ha. Anh sống rất là đơn giản, dễ thích nghi lắm á. Nhìn em anh thấy hình như quen quen đâu đó thì phải. Vậy thì mình góp gạo thổi cơm chung nha, được không? Hả? Gì? Không có nghĩa là sống chung hay là sống thử đâu à nha. Chỉ đơn giản là hai nhà hàng xóm ở cạnh nhau góp gạo nấu cơm chung. Anh một bữa, em một bữa. Ăn sáng thì hôm nay em mua, ngày mai anh mua. Vừa đỡ mất thời gian mà lại tiện lợi nữa. Lý do quan trọng thứ hai nữa là hai người ăn cơm chung cho đỡ tốn tiền, tốn chi phí, phí tổn cho cuộc sống rẻ hơn, đúng không? Ok em. Nhưng mà anh đưa tiền cho em đi chợ, còn em bỏ công nấu ăn, vậy là quê. Còn anh thì anh lười lắm. Vậy là anh coi em giống hồ sinh của anh hả? Trời ơi, đâu có đâu. Coi như mình là bạn thân, anh đâu suy nghĩ gì đâu. Mình cùng hợp ý suy nghĩ với nhau để sống, chứ hồ sinh gì. Có khi anh còn phải nịnh em nữa, bởi vì nếu em không vừa lòng, em có thể đi tìm chủ khác. Anh mà biết nghĩ như vậy là tốt đó. Vậy thì bây giờ đưa tiền chợ đó cho em. Hôm nay em sẽ trổ tài làm bà nội trợ một bữa, được chưa? Có thiếu á thì em sẽ tự bỏ tiền thêm, không phải tính toán dữ gì đâu. Vậy thì em đã bị thiệt thòi rồi đó, đã bỏ công mà còn bỏ tiền nữa. Đã nói thích thì chơi rồi mà. Ok. Ok em. Vậy thì bây giờ em đi chợ nha. Đi đi. Anh, xong rồi, em về nha. Em hả? Đêm nay ở lại đây với anh đi. Anh... Có gì đâu. Anh thấy việc đó cũng tự nhiên như việc mà chúng mình gặp nhau thôi mà. Chắc là do duyên trời sắp đặt cho mình đó. Thì cũng giống như cùng chạy bộ, cùng đi ăn khuya vậy thôi chứ gì. Mình chẳng cần tính toán được mức về những thị phi trong đó. Đây cũng chỉ là một hiện thực vậy thôi, dục vọng thẳng thắn như ánh nắng vậy. Tụi mình cưới nhau nha Trà. Mình quen nhau được mấy tháng rồi. Mình cũng hợp nhau lắm chứ. Tốt thôi. Đợi lúc nào. Thôi khỏi đợi em. Bây giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Là xong. Em thấy anh còn giống trai tân không? Anh có vợ rồi đó. Vợ anh là ai? Em sao? Chứ sao. Tụi mình cũng đẹp đôi đó chứ. Vậy là tự nhiên hôm nay mình có chồng. Kệ đi, tới đâu thì tới. Em thấy có thuận tiện không? Ký cái ào, đóng dấu một cái thôi là xong liền.
mọi thứ cứ trơn tuột. Vậy là hai chúng mình là một cặp đôi rồi đó. Anh giờ đã là người đàn ông của tôi. Tôi tin anh đã từng yêu. Lịch sử của tất cả những con tàu chìm nghiệm dưới đáy đại dương trước đây từng là những con tàu sang trọng. Chỉ là mọi người dần trở nên chán nản trò chơi tình cảm. Liệu cuộc hôn nhân bất ngờ này có vững bền không? À, hay bây giờ mình ra tiệm bánh tây, mình mua hai cái bánh kem nhỏ, đem về làm bánh cưới, rồi mình tổ chức làm đám cưới luôn. Thường thường thì các ông bà ở nhà quê chỉ cần báo tin cho mấy ông bà là mấy ông bà vui rồi, khỏi tốn tiền lo đám cưới. Em thấy có được không? Có khi mấy ông bà nghe tin này ông bà còn mừng nữa. Vậy là mình đã kết hôn rồi. Tờ giấy đăng ký kết hôn là bảo chứng của luật pháp. Thật không ngờ mọi chuyện diễn ra như vậy. Mãi những ngày tự do bây giờ lại ràng buộc tự nguyện. Không có nhẫn cưới, không có hoa hồng, không có xoa rê và tiệc tùng. Mình đã lấy một người đàn ông có thể dễ dàng như vậy sao? Không thể được. Mình không thể tùy tiện giống như vậy được.